Xem truyền hình. Bạn ấy bạn tên là Huỳnh Tiểu Nhật, và bạn ấy có một cái lời hứa tới tất cả mọi người và trước mẹ là bạn ấy sẽ cố gắng để làm học tập rất là tốt. Vâng, ai đây? Không biết boy nào đang đẹp trai thế này đây. Ồ, boy đẹp trai mà đang gãi ở trên cổ. Rồi, bạn ấy cũng đang rất là ngái ngủ, không biết là các bạn ở bên này thì sao? Ồ, mấy bạn bên này tỉnh rồi, cười như là sáo. Rồi, cười rất là đẹp trai. Và ăn không biết là răng có sún không? Xí ngồi này, xí ngồi. Đấy, vậy là chúng ta vừa mới vào phòng số mấy đấy? Số 6. À, phòng số 6. Phòng số 6 có bao nhiêu bạn tất cả nhỉ? Dạ thưa chú là, dạ thưa quý vị, phòng số 6 có 23 người. 23 người, nhưng mà các bạn vừa mới dậy và đi chơi hết rồi các bạn ơi. Đúng rồi, cái giày đẹp không? Trời ơi, tại sao cái phòng số 6 này giày ít mà không biết là giày dép xếp lộn xộn quá à? Thật là giờ mất. À, phòng số 6 mà không biết là giày dép đi đâu mất rồi. À, có lẽ là các bạn trai cho nên các bạn nghịch ngợm. Và có lẽ ném hết giày lên mái ngói rồi. Vâng, vậy là chúng ta vừa mới thăm phòng số 6 nhé các bạn nhé. Phòng thứ 6 này có 20 mấy nhỉ? À 23. Có 18 người à? Đúng rồi. 18 người à. Đúng không? À phòng thứ 6 này có 18 người tất cả các bạn nhé. Có 18 bạn. Mà đây là phòng boys. Phòng boy có nghĩa là gì? Phòng con trai. Rồi tất cả các con chào mọi người đi. Vẫy tay cái nào, chào nào, chào nào. Chào nhé. Rồi, như vậy là chúng ta vừa mới đến thăm 6 phòng tại Trung tâm Nhân đạo quê hương ở phía sau này. Ở trung bình của mỗi phòng ở phía sau này thì là từ phòng số 2, 3, 4, 5, 6 thì các bạn thấy là có trung bình từ 20 đến 25 em một phòng. Vậy là khi khu vực này 6 phòng này thì là rơi vào hơn 100 em các bạn nhé. Rồi, vậy mời các bạn tiếp tục đến với đi thăm các cái khu vực khác tại Trung tâm Nhân đạo quê hương nhé. Rồi, thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi đang có mặt tại Trung tâm Nhân đạo quê hương. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Chủ nhật ngày 4 tháng 11 năm 2018. Tôi đang có mặt tại Trung tâm Nhân đạo quê hương và mời các bạn đi thăm những cái khu vực tiếp theo. Tại Trung tâm Nhân đạo quê hương nhé. Hiện tại là tôi đang đi tới một cái khu vực. Đây là khu vực để giáo dục đây. Rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Thưa quý vị, hiện tại là tôi đang có mặt tại đây là một cái ngôi trường. Rồi đây là một cái khu vực trường học tại Trung tâm Nhân đạo quê hương. Vâng, hiện tại thì chúng ta sẽ đến với cái bảng ở đây ạ. Cái bảng ở đây chúng ta sẽ đến với cái bảng ở đây là trường mầm non tiểu học trung học cơ sở quê hương. Ở dưới này thì có một cái hàng chữ tiếng Anh. Đó là có bạn nào biết đọc chữ tiếng Anh này không nhỉ? Đầu bạn nào đọc được? Bạn nào đọc được? Có bạn nào đọc được không nhỉ? Không. Bạn nào đọc được? Không đọc được. Rồi. Rồi, không bạn nào đọc được thì chú sẽ đọc nhé. Đây là quê hương Kinder Primary and Secondary School. Đây là trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở quê hương. Thì ở đây đó là từ cấp mầm non, có nghĩa là lớp mầm, lớp lá, cho đến tiểu học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Và trung học cơ sở nữa thì nó là lớp 5, từ lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9. Vâng, đây là một ngôi trường kết hợp từ trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Từ lớp mầm non cho đến lớp 9. Chúng ta thấy ở đây là có khoảng bao nhiêu phòng ạ? Chúng ta thấy có khoảng bao nhiêu phòng ạ? 1, 2, 3, 4, 5,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vậy là có khoảng 13 phòng các bạn ạ. À, 14, 15, 14, 15, 16. Vậy là khoảng 16 phòng tất cả các bạn ạ. À, đây là cái trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở Quế Hương. Thì chúng ta thấy là có khoảng 16 phòng học, một trệt và 3 lầu. Đúng không ạ? 1, 2, 3, đúng không ạ? Có một trệt và 3 lầu. Chúng ta thấy là theo tôi quan sát thì thấy ở phía đằng kia ấy, thì đó là một cái lớp tin học. Tin học có nghĩa là lớp máy tính ạ, nó computer đấy ạ. Rồi. Thế chúng ta thấy quan sát ở phía này thì là có một cái lớp nữa, nó là lớp nghệ thuật. Ở đây chắc là một cái lớp đàn hoặc lớp hát thì đó đấy ạ. Vâng. Còn phía dưới này là lớp 1, lớp 1, lớp 2 và lớp 3, lớp 4, ở lớp 5 ở phía trên các bạn nhé. Rồi. Bây giờ là chúng ta vừa mới tới rồi, mời các bạn đứng ở đây. Mời các bạn đứng ở đây nhé. Rồi, đây là các bạn trẻ tại đang học tại trường mầm non tiểu học trung học cơ sở Quê Hương. Con có thể giới thiệu cho mọi người biết là năm nay con học lớp 3. Con 8 tuổi. Mẹ của con là mẹ của con là Huấn Tiểu Hương. Rồi. Còn các bạn khác? Con nữa. Năm nay con sẽ học ngay. Rồi, chúng ta vừa mới đến với bạn Huỳnh Tiểu Danh tại trường mầm non tiểu học trung học cơ sở Quê Hương. Bạn hiện tại đang học lớp 3. Rồi, cảm ơn bạn Danh nhé. Còn bạn khác thì sao? Con. Rồi, mời bạn. Con tên là Huỳnh Thị Chiến, con ở lớp 4 mà. Con 9 tuổi. Mẹ con là Quê Hương. Mẹ con là? Mẹ con là Huỳnh Tiểu Hương. Hai bạn này cũng đều là có chung một mẹ, đó là mẹ Huỳnh con Tiểu Hương. Còn bạn khác thì sao ạ? Còn bạn khác? Con tên là Huỳnh Tiểu Trương. Năm nay 9 tuổi. Anh này đẹp trai đấy. Mẹ nuôi con là Huỳnh Tiểu Hương. Rồi, bạn Huỳnh Tiểu Trương, còn bạn khác ạ? Vâng, mời em. Chú là con tên là Huỳnh Tiểu Hương. Con lớp 6, con 12 tuổi. Chúng ta vừa mới đến bạn Huỳnh Tiểu Ân học lớp 6 và mới 9 tuổi đúng không ạ? Bạn 12 tuổi. Không biết là bạn Ân là bạn lớn tuổi nhất ở đây, thì không biết là bạn có thể chia sẻ cái ước mơ của mình sau này bạn muốn làm cái gì? Có ước mơ làm bảo vệ. Tại sao con lại ước mơ là làm bảo vệ nhỉ? Quản lý, rồi có đi nhiệm vụ là tắt đèn, rồi sáng là tắt đèn, tối là mở đèn hết. Tại sao nữa nhỉ? Tại vì mấy em không biết tắt đèn nên nhà bảo vệ mới tắt được. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa mới đến với bạn Huỳnh Tiểu Ân. Bạn có một cái ước mơ rất là giản dị, đó là làm bảo vệ tại trường mầm non tiểu học trung học cơ sở Quê Hương cũng như là tại trung tâm nhân đạo Quê Hương. Thì là bạn ước mơ làm bảo vệ vì lý do đó là bạn muốn đi tắt điện, bởi vì các em nhỏ khác thì không biết tắt đèn. Vâng, đây là một ước mơ rất là giản dị nhưng mà thực tế và ý nghĩa, và giúp cho tiết kiệm điện. Rồi, cảm ơn bạn Ân nhé. Còn các bạn khác thì sao nhỉ? Chào con có thể giới thiệu về và con có thể chia sẻ về cái ước mơ về của mình không? Con tên là Quân Thế Giang. Hôm nay con rồi con thể chia sẻ cái ước mơ của mình không? Con hướng lên làm bác sĩ. Không. Con lớn lên là bác sĩ đúng không? Thế tại sao con lại muốn trở thành bác sĩ nhỉ? Tại vì lớn lên con chữa bệnh cho mẹ, khỏi bệnh và mọi người. Không biết là con muốn chữa bệnh gì cho mẹ nhỉ? Mẹ khỏi bệnh. Đây, thưa quý vị và các bạn, đây là cái ước mơ cũng rất là ý nghĩa, đó là muốn chữa bệnh cho
mẹ Huỳnh Tiểu Hương cũng như là mọi người. Vâng, cảm ơn bạn Danh. Còn những bạn khác thì sao ạ? Rồi, rồi có bạn nào muốn chia sẻ ước mơ của mình nữa không? Con chưa nói tên. Rồi, bạn mời, mời bạn Tiểu Huỳnh Tiểu Thục. Nói đi. Rồi. Đứng lên được. Hôm nay con 9 tuổi. Anh cho em chơi. Rồi. Hôm nay là thứ bảy với thứ sáu là hàng ngày con lên học đàn. Rồi, ước mơ của con là gì? Con chia sẻ mọi người và tại sao con lại có ước mơ như thế mà con? Thầy về con học đàn để cho lắng nghe cho mọi người. Bạn Huỳnh Tiểu Thục là vừa mới có ước mơ đó là trở thành một một ca sĩ, nhạc sĩ để sau này sẽ sáng tác những cái bài hát rất hay để cho mọi người có thể là mang lại cái niềm vui cũng như là hạnh phúc đến cho tất cả mọi người. Rồi, còn bạn nào nữa không ạ? Bạn, rồi, mời bạn Huỳnh Tiểu Thương nào. Cảm ước mơ là tặng quốc phát xa. Rồi, mời bạn Trương, bạn có thể lý do tại sao bạn ấy ước mơ làm tẩm quốc massage không? Đâu là massage cho người đó.